Chiều nay, Đại tá Đỗ Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã đến khu cách ly trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch quận Liên Chiểu để trao bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho Thượng úy Nguyễn Thanh Bình và giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho Thượng úy Nguyễn Tống Khiêm, cán bộ thuộc Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng. Trước đó, bức ảnh "Má đừng ngại cứ ôm lấy con" của Thượng úy Nguyễn Tống Khiêm, cán bộ thuộc Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng được đăng trên các báo, đã chụp lại khoảnh khắc Thượng úy Nguyễn Thanh Bình bế bà cụ Phạm Thị Dư, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu là F0 từ tầng 4 của khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu lên xe cứu thương, chở đến cơ sở y tế điều trị COVID-19. Cụ Phạm Thị Dư do tuổi cao sức yếu đã nằm tại chỗ không thể ngồi lên được từ khi được đưa vào khu cách ly. Theo Thượng úy Nguyễn Thanh Bình, khi được cử đến làm nhiệm vụ khu cách ly tập trung này cùng 17 đồng đội, mọi người đều xác định quyết tâm cao nhất cùng với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đồng thời hết mình động viên người dân thuộc diện phải cách ly, tập trung giữ vững tinh thần phòng chống dịch.